Hello, xin chào anh em. Mình là Đồng từ Sam Supplement. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái mẹo nhỏ để mà khi mình sử dụng mát, mình sẽ giữ được cái hương vị nó từ uống tới cuối bịch vẫn và đảm bảo được cái hương vị ban đầu. Thì đây là một cái mẹo mình khui một cái bịch mới về, nó khá là nhiều bột. Thì anh em nếu mà có cái hũ quay như vậy, hũ quay không hoặc là một cái hũ gì đó mình có thể đựng được một nửa cái bịch mát như vậy, nó sẽ bảo đảm được cái mùi vị cho mình. Tại vì khi mình khui ra, mình mỗi lần mình uống mình khui ra khui vô thì có thể là nó sẽ hút ẩm trong này, nó sẽ ảnh hưởng tới mùi vị của mát. Ok, giờ mình sẽ xớt ra. Thousand years later.